Chào các bác nhá. Hiện tại thì anh em cho em đang tiếp tục chuẩn bị những cái bộ dàn đi lắp đặt cho các bác anh em trong ngày hôm nay. Và trong ngày hôm qua thì cũng khá là nhiều những bộ dàn combo đã đi lắp đặt trực tiếp cho các bác. Và các anh em sẽ đợi em lên video để các bác anh em có thể theo dõi quá trình anh em Hoàng Long setup những cái bộ dàn karaoke tại không gian của mỗi nhà bác khách nha. Và mỗi một không gian thì cái chất âm chúng ta cảm nhận cũng như là nó sẽ khác nhau, và cảm xúc khi mà vào mỗi không gian nó cũng sẽ khác nhau. Đấy, thì các bạn em sẽ cùng chờ đợi ở những cái video tiếp theo và tiếp tục xem là những cái bộ dàn đi lắp đặt trong ngày hôm nay đó. Anh em cho em vừa mới chuẩn bị xong 4 dàn lên chiếc xe bán tải để lên đường lắp đặt cho các bác anh em trong buổi sáng hôm nay. Và tiếp tục với đó là 2 dàn vào chiếc xe con để đi lắp đặt cho anh Nam ở Sơn Tây Hà Nội, bộ G6000 nhá các bác ơi, với chú Ánh là Xuân Đình, bộ 921. Tất cả đều đánh với cả đẩy D5S nha các bác. Bây giờ ngày hôm nay thì sẽ có kỹ sư Xuân Trường đi lắp đặt 2 bộ này. Anh cầm lấy hóa đơn. Hôm nay kỹ sư Xuân Trường sẽ phó thác 2 bộ này. Em gặp lại ở nhà bác Ánh nhá, chú Ánh nhá. Để vào đây là... Hôm nay là kỹ sư Hùng ở nhà. Hôm nay kỹ sư Hùng sẽ ở nhà để phục vụ đóng hàng cho các bác.